Trường Giang khẳng định không ai nói nhiều được như Trấn Thành. Trong một diễn biến của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu thì xem ai nói nhanh hơn Trấn Thành. Trường Giang khẳng định khỏi thi, cả cái phim trường này ai cũng thua hết. Đội khách tuần này của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu không ai khác chính là Ốc Thanh Vân, diễn viên nặng ký Gia Bảo và soái ca cải lương Võ Minh Lâm. Họ sẽ đối đầu cùng đội nhà với các nghệ sĩ chí tài Trường Giang, Hồng Đào và MC Trấn Thành. Với khách mời là các chàng trai lực lưỡng từ nhóm Treatment, Trấn Thành lập tức bày tỏ trò chơi độ cơ bắp. Luôn thiên vị đội nhà, Trấn Thành chấm điểm thắng cho Trường Giang vì vòng ba to hơn, chí tài với cơ mặt sệ hơn. Đến lượt Trấn Thành thì thi ai nói nhiều hơn, Trường Giang khẳng định khỏi thi cả cái phim trường này ai cũng thua hết. Sau màn trình diễn, thử thách của chương trình đặt ra cho Treatment là có thể làm động tác nào khó hơn nữa không? Với thử thách này, quân sư Trường Giang tư vấn cho Ốc Thanh Vân, liền bị Ốc Thanh Vân cãi lại. Trường Giang liền tát vào mặt Ốc Thanh Vân với lý do hay cãi. Chí tài bên vực Ốc Thanh Vân đánh đầu Trường Giang. Cuối cùng, ba người chơi đều cược là có thể làm được. Cuối cùng, nhóm Treatment đã trình diễn màn nâng đỡ với một tổ hợp phức tạp. Tất cả các thành viên tạo thành một khung hình cao lớn khiến khán giả trầm trồ thán phục. Ở một diễn biến khác, trong phần tiểu phẩm Hóa Thân Thành Thú Cưng, Trường Giang được bạn mèo Hồng Đào và chó kiện Trấn Thành đến xin tá túc. Hồng Đào tuy là mèo cưng nhưng bị bà chủ đuổi thẳng ra đường bởi vì người yêu bà chủ sợ lông mèo. Trấn Thành tự nhận mình là chó bóng, bị Hồng Đào Trường Giang chê bai vô dụng, Trấn Thành liền bức xúc, tại sao bò thì có bê, cá thì có cá bóng mà chó không được bóng. Danh hài còn tự nhận mình có biệt tài quyến rũ ăn trộm ngủ cùng, để đợi chủ về đập trộm. Vì chủ hắc hủi không cho ăn đúng giờ nên Trấn Thành quyết định đi bụi một tháng. Trấn Thành miêu tả ông chủ chí tài, cha chủ tôi đuổi chó, chả thích chó, mặc y như con chó, hai má xệ có hai nốt ruồi. Vì ghét bỏ loài người tham độc ác, ba con vật quyết định giăng bẫy trí tài. Nằm trong lưới, chí tài bị lưới bè, biến dạng mặt Trấn Thành chê bai, lông mày như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Hồng Đào than, nhìn mặt này không cần thuốc độc cũng chết. Thậm chí Hồng Đào, Trấn Thành còn chửi chí tài ngu. Cả ba Trấn Thành, Hồng Đào và Chí Tài đều bị trúng độc do ăn gà. Trường Giang liền cho ăn thèo lẹt phân chuột để giải độc. Nhận ra Chí Tài là ông chủ của mình, Trấn Thành cầu xin hai bạn đừng hãm hại ông chủ. Cuối cùng ông chủ Chí Tài quyết định đưa ba con vật về làm vật nuôi. Trường Giang được nhận lệnh nuôi thỏ thẻ, xin liền Chí Tài. Ông nhận nuôi hết rồi, ông có cho tiền con không? Chí Tài khẳng định mọi thứ đều có thể cho, riêng tiền thì không bao giờ. Sau 5 phần chơi, Võ Minh Lâm được rút thăm 2 lần, trong khi Ốc Thanh Vân và Gia Bảo rút 1 lần. Kết quả cả 3 người, mỗi người đem về 5 triệu đồng. Hoài Linh giật mình tỉnh giấc, tôi không biết vì sao mình nổi tiếng. Nam danh hài Hoài Linh đã chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, cũng như những kế hoạch trong năm mới 2017. Theo thông tin, danh hài Hoài Linh nhập viện, nhiều khán giả vô cùng lo lắng cho anh. Tuy nhiên, ngay khi hồi phục sức khỏe, Hoài Linh đã tất bật chạy show trở lại trong tâm thế vui vẻ, thoải mái. Anh trấn an khán giả yêu mến mình khi thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại. Tôi khỏe hơn rồi, tôi chỉ bị sốt siêu vi do nhiễm lạnh. Do tôi tưới cây ở đền rồi ướt quần áo, lên xe ngồi máy lạnh mà không để ý nên bị bệnh. Trước tiên tôi phải cảm ơn khán giả, truyền thông, công chúng quan tâm. Tôi là người của công chúng nên được mọi người chú ý hơn. Con người ai chẳng bệnh, người bình thường cũng bệnh suốt đó thôi. Nghệ sĩ cũng phải cho bệnh chứ. Tôi bị nhẹ thôi, chỉ là khổ nổi bệnh ngay đúng đợt. Tôi đang phải chạy cho live show, mà nằm viện thì 3-4 ngày. Trong những năm qua, đệ nhất danh hài của Việt Nam đã cày ngày cày đêm, gần như bán sức khỏe để kiếm tiền trên tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, để dùng tiền của xây dựng nhà thờ tổ, tâm huyết cả đời của mình. Ngày khánh thành nhà thờ tổ tráng lệ, uy nghiêm, nhiều khán giả lẫn giới truyền thông thở phào nhẹ nhõm vì danh hài sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Bởi sức khỏe của anh xuống dốc trầm trọng, anh hầu như không ăn uống được nhiều và mất ngủ kinh niên. Thế nhưng đâu ai ngờ, năm danh hài vẫn cày cực lực hơn. Đền thờ xây xong rồi nhưng cái hậu của nó còn chưa xong, tôi phải cày nữa để trả nợ chứ. Nếu những năm trước, khán giả thấy Hoài Linh phủ sóng trên truyền hình ở lĩnh vực TV show, thì năm nay anh sẽ xuất hiện thưa dần. Game show tôi cũng hết nhận lâu rồi, bây giờ tôi cũng đã ngồi ít lắm. Game show nhiều quá tôi cũng chóng mặt. Chỉ còn vài chương trình về cải lương hay nghệ thuật truyền thống tôi ngồi thôi, chứ hài tôi đã không nhận thêm nữa. Đó giờ tôi cũng rất ít ký hợp đồng trước,
Cuộc đời tôi thường cũng chẳng ký hợp đồng gì, show diễn sát ngày mình mới biết được vì cũng phải xem sức khỏe mình như thế nào mới nhận lời tham gia. Tôi thấy hài mình cũng đi diễn suốt. Ngồi nhiều muốn sáng tạo thật lòng mà nói cũng không nghĩ ra được gì mới. Tôi muốn tham gia các chương trình thiên về nghệ thuật truyền thống để khích lệ các em. Thật lòng mà nói, nếu ai đó vào trường sân khấu điện ảnh đến khoa cải lương để xem các em học tập rồi luyện mới thấy thương. Bỏ thời gian ra học như vậy nhưng tương lai mù mịt. Cũng không biết học xong mình có ra làm nghề được hay không, hay suốt ngày chỉ diễn ở mấy cái quán nhậu. Tôi thấy thương lắm, nhưng tôi tin cải lương không bao giờ chết được. Nhà tôi có 6 thanh niên, buổi sáng tụi nó nghe nhạc underground, giật đùng đùng, tối vẫn nghe Tình Anh Bán Chiếu, dịu nhẹ, êm êm dễ ngủ. Gần đây, game show trên truyền hình nào liên quan đến cải lương, dân ca rating cũng cao. Tôi vẫn tin cải lương sẽ hồi sinh, không lâu đâu mà ngay trong năm 2017-2018 thôi. Dù nhận được tình yêu thương rất mực từ công chúng và là danh hài số 1 tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng đôi lúc Hoài Linh còn tự bất ngờ về mình. Hoài Linh tâm sự, tới giờ này tôi đã nổi tiếng 20 mấy năm, nhưng nhiều khi giật mình tỉnh giấc, tôi không biết vì sao mình nổi tiếng. Tôi hoàn toàn không được học từ trường lớp chính quy chuyên nghiệp. Tôi nghĩ hơi tâm linh một chút xíu là cái nghề đã chọn mình. Khi nghề đã chọn mình, tôi quyết đuổi theo tới cùng. Tôi cảm ơn tổ nghiệp đã cho tôi sự yêu thương của khán giả. Sĩ như cây chùm gửi, sống nhờ yêu thương của khán giả. Anh dành nhiều lời trăn trở và sự trân quý cho nghề nghiệp của mình. Nhiều khi tôi đi làm, tôi cũng bán mạng bán thân, nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ rằng bản thân nên nghỉ ngơi vì đó là đam mê. Tiền bạc ai không ham, nhưng cái đam mê còn ghê gớm kinh khủng hơn. Có thể tôi chỉ làm vài năm, tôi gửi tiền vào ngân hàng và sống được tới già. Giờ tôi cũng gần 50 tuổi rồi. Tôi cũng toàn ăn cá khô ăn mắm, chứ có ăn sơn hào hải vị gì, nhưng không thể nghỉ được. Khoảng thời gian tôi bị đau cột sống không diễn được, rồi phải vô nước biển thường xuyên. Tôi ngồi tự soi gương rồi lấy đồ ra tự đánh, tự vẽ, tự hóa trang cho khuôn mặt mình. Tôi tự soi mình trong gương và tự cười, tự khóc một mình. Lạ lùng là tôi đi làm cực nhưng không bệnh, cứ ở nhà là bệnh. Nói về kế hoạch cho Tết Đinh Dậu, nam danh hài cho biết, Tết năm nay tôi không nhận show diễn, tôi cũng chỉ đi lên đi xuống đền thờ, làm vài việc ngày Tết vậy thôi. Tết tôi không kiêng kỵ điều gì, chỉ có những việc phải làm trong ngày Tết truyền thống thì mình vẫn giữ vậy. Hơn chục năm tôi ăn Tết ở quê nhà, kỷ niệm ngày Tết thì năm nào cũng kể. Tôi cũng không thấy mình có gì mới mẻ hơn, cuộc đời tôi không bao giờ quên cái Tết lạnh tê tái kinh hoàng trong năm đầu tiên ở Mỹ. Kỷ niệm đó là nhớ nhất thôi, còn lại cũng chỉ là những hồi ức ngày bé. Bây giờ tụi nhỏ ngày nào cũng có thể mua quần áo mới, còn ngày xưa, một năm chỉ được may một cái áo mới để đi chơi Tết. Gần Tết là chuẩn bị đi hái đu đủ, cải về làm dưa món, đi rọc lá chuối bán cho người ta gói bánh tét. Mấy cái này bây giờ ở Việt Nam nhưng cũng không còn. Sau việc nào bị gạ tình với mức cát xê cao nhất làng giải trí, không chỉ có mỹ nhân Việt mới gặp cảnh oái âm thế này mà các mỹ nam cũng không tránh khỏi. Chuyện gạ tình trong showbiz từ lâu đã trở thành một giai thoại và người trong cuộc hẳn ai cũng biết điều đó, nhưng họ chọn cách phớt lờ để tập trung cho công việc. Pha Lê xứng danh là nữ hoàng bị gạ tình của showbiz Việt khi liên tục hết lần này đến lượt khác, cô nhận được khá nhiều lời mời gọi. Mới đây, cô vừa bày tỏ thái độ tức giận vì một bầu show trả cát xê lên đến 20.000 đô, khoảng 450 triệu đồng, kèm điều kiện diễn xong cho anh ta vui vẻ một chút. Đây không phải lần đầu tiên Pha Lê bị đàn ông nhắn tin gạ gẫm. Cô từng bức xúc đăng tải đoạn hội thoại với nội dung gạ tình của một khán giả hâm mộ. Người này bày tỏ sự yêu mến lâu năm với giọng ca của Pha Lê và muốn cô đi khách sạn với giá 4.000 đô, khoảng 90 triệu đồng. Cách đây không lâu, tình cũ Công Vinh bị gạ mua giải Á hậu với giá 13.000 đô, khoảng 300 triệu đồng. Angela Phương Trinh. Cuối tháng 6, 2012, Angela Phương Trinh từng chia sẻ, nhiều đại gia năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời thì 20 phút sẽ trả cho tôi 20.000 đô, được phép đi với gia đình người thân, nhưng tôi từ chối. Phát biểu này của bà mẹ nhí lập tức gây sốc cho công chúng, nhiều người cho rằng cô nói khoác để đánh bóng tên tuổi. Hương Tràm. Không giống như những trường hợp khác, một đại gia sẵn sàng tặng Hương Trà 10.000 đô, khoảng 220 triệu đồng, chỉ với một điều kiện, trả lời tin nhắn của anh ta. Mới đây nhất, một người đàn ông còn đòi tặng nữ ca sĩ một chiếc xế hộp nếu như được Hương Trà đồng ý đi chơi cùng. Dương Hoàng Yến.
Du Hoàng Yến cũng từng gây xôn xao, dư luận khi chia sẻ tin nhắn có nội dung gạ gẫm cô đi du lịch với giá 8.000 đô, khoảng 170 triệu đồng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô không hề quen vị đại gia này, thậm chí còn chưa hề gặp mặt hay nói chuyện với người này bao giờ. Trương Nam Thành. Điển trai trẻ tuổi và tài năng, chuyện Trương Nam Thành hấp dẫn đối với mọi người là chuyện hiển nhiên. Anh từng kể có đại gia mời đi chơi, đặt lên bàn 5-10 triệu đồng. Thậm chí có người thẳng thừng ngã giá 5.000 đô, khoảng 110 triệu đồng để ngủ chung. Trang Thanh San. Cách đây không lâu, Trang Thanh San từng cho đăng đàn trên trang cá nhân rằng có đại gia mới điện thoại rồi nhắn tin năn nỉ mời gặp nhau. Chỉ gặp mặt và ngồi hóng gió ngắm trăng rồi ăn hộp vịt lộn cho đại gia coi thôi, mà trả mình 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng. Mình đang lưỡng lự không biết nên sao đây, thiệt là khó xử.